Nếu có cụm từ nào để mô tả về Arsenal của thời điểm hiện tại, thì đó là còn thở còn gỡ, quyết không từ bỏ. Biết bao nhiêu những khó khăn về nhân sự, về thẻ phạt cứ liên tục bủa vây họ, khiến cho huấn luyện viên Mikel Arteta, vốn là một ông thầy có tư duy chiến thuật hướng đến lối bóng đá Hoa Mỹ, trong nhiều trận đấu còn đang được so sánh với Jose Mourinho. Với phần lớn những đội bóng thì việc so với người đặc biệt luôn là một sự khen ngợi. Nhưng mà với riêng pháo thủ, đây là điều mà họ không muốn nghe nhất từ thời của Arsene Wenger và cho đến thời điểm này. Nhưng mà để có được điểm số, để cứu vãn tình cảnh, đặc biệt là khi đối đầu với một ứng viên vô địch như là Liverpool, Arteta cùng với các học trò đâu có sự lựa chọn. Arsenal tiến đến trận đấu này với 4 chấn thương khác nhau, bao gồm Tomiyasu, Tierney, Odegaard và Calafiori. Trong khi đó thì William Saliba vẫn đang trong án phạt treo giò từ sau tấm thẻ đỏ trước Bournemouth. Vì thế Arteta đem tới trận đấu này bằng một đội hình có hàng phòng ngự gồm nhiều xáo trộn với Partey, Ben White, Gabriel và Timber. Và trước một Liverpool chỉ có vị trí thủ môn là vẫn tiếp tục phải sử dụng Kelleher, thì dù đây là sân nhà, để pháo thủ có được 3 điểm trọn vẹn, đó chắc chắn là một thử thách cực đại. Mở đầu trận đấu, Bukayo Saka, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Arsenal từ một pha đi bóng khéo léo bên cánh phải. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời khi Saka đã khiến cho khán giả suýt xoa khi hoàn toàn vượt qua Andy Robertson của Liverpool, rồi dứt điểm đưa bóng vào góc gần, mở đầu trận đấu trong một bầu không khí tưng bừng và phấn khích. Đây là bàn thắng thứ 50 của Saka tại Premier League, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ thứ 7 của giải đấu đạt được cột mốc này. Đối với Arsenal, sự trở lại của Saka cũng là một điểm tựa tinh thần quý giá trong bối cảnh họ đối diện với nhiều khó khăn về nhân sự. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ sân Emirates không kéo dài lâu khi chỉ vài phút sau đó, từ một tình huống phạt góc, Virgil van Dijk đã có cú đánh đầu hiểm hóc để san bằng tỷ số, khiến thế trận trở nên cân bằng hơn. Sau khi Liverpool gỡ hòa, Arsenal vẫn tiếp tục duy trì được sức ép và thể hiện sự kiên trì trong tấn công trong suốt phần còn lại của hiệp 1. Họ dồn bóng lên phía trước, tận dụng tốc độ của Saka và Gabriel Martinelli ở hai cánh. Những pha lên bóng nhanh và kỹ thuật của Saka liên tục khiến cho hàng thủ của Liverpool phải vất vả, còn Martinelli thì không ngừng khai thác cánh trái của Liverpool để tìm cơ hội chuyền bóng vào phía bên trong. Pha đánh đầu của Mikel Merino từ một quả đá phạt của Declan Rice đã đưa Arsenal lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng đầu tiên của Merino trong màu áo của Arsenal và nó đã đánh dấu một khoảnh khắc đáng nhớ cho anh cũng như đội bóng này, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt trụ cột trầm trọng ở hàng phòng ngự như thế. Thế nhưng hiệp 2 của trận đấu mang lại không ít sóng gió cho hàng phòng ngự của Arsenal. William Saliba vắng mặt vì án treo giò đã khiến các pháo thủ phải xáo trộn lực lượng phòng ngự, đẩy Ben White vào đá trung vệ và để Thomas Partey phụ trách hành lang cánh phải. Sự thiếu vắng này đã bộc lộ nhiều lỗ hổng khi mà Gabriel và Julian Timber đều lần lượt gặp chấn thương, buộc Arteta phải đưa Jacob Kivior và cầu thủ trẻ Miles Lewis-Kelly vào sân để vá tạm hàng phòng ngự. Đây là những sự thay đổi ngoài mong đợi của huấn luyện viên Arteta, khiến cho Arsenal rơi vào thế bị động khi Liverpool ngày càng gây áp lực. Hàng thủ của Arsenal trở nên lúng túng, dễ bị tổn thương và điều đó đã tạo cơ hội cho Mohamed Salah tung ra cú dứt điểm chính xác từ một pha phản công cân bằng tỷ số 2-2 cho Liverpool. Hiệp 2 của trận đấu, pháo thủ đã hoàn toàn hướng về mặt trận phòng ngự. Nhiều người ví von Mikel Arteta với Mourinho cùng tuyệt tác này, nhưng mà rõ ràng là Arteta cũng làm gì có nhiều lựa chọn như thế. Dù đã phải lùi sâu phòng ngự để giữ vững tỷ số trong hiệp 2, Arsenal vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu cho đến từng nhịp thở của trận đấu. Trong những phút cuối cùng, Gabriel Jesus đã đưa được bóng vào lưới của Liverpool, nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì Kivior đã phạm lỗi trong tình huống dẫn tới pha bóng đó. Sự phản kháng của The Gunners trong những khoảnh khắc căng thẳng này đã để lại nhiều ấn tượng. Những sự thay đổi nhân sự và việc đưa vào sân những cầu thủ trẻ không thể thay đổi cục diện, nhưng tinh thần quyết chiến, sự đoàn kết của Arsenal đã giúp họ bảo toàn được một điểm quý giá trước Liverpool. Về phía Bukayo Saka, cầu thủ này đã có một trận đấu xuất sắc và trở thành cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal khi liên tục gây ra những khó khăn cho hàng phòng ngự của Liverpool. Tầm ảnh hưởng của Saka trên sân là không thể phủ nhận. Anh ghi bàn cho thấy khả năng kiểm soát bóng tinh tế, di chuyển linh hoạt và luôn biết cách tận dụng khoảng trống do đối thủ tạo ra. Đối đầu với Liverpool, đội bóng chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 8 trận đấu trước đó. Saka và các đồng đội đã chứng minh được sự nguy hiểm trong các pha tấn công. Chẳng trách mà Saka lại là người xứng đáng nhất mang trên mình chiếc băng thủ quân dù còn rất trẻ như vậy.
Về sự ổn định của Saka, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết sau trận đấu, đó là sự ổn định của anh ấy, và thực tế là anh ấy còn rất trẻ và rất may mắn với những chấn thương, nên hy vọng anh ấy vẫn tiếp tục ở đó. Nhưng sau một vài tuần nghỉ ngơi, cách anh ấy chơi và thi đấu thật phi thường. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một số màn trình diễn cá nhân tuyệt vời trong đội. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đã không giấu nổi sự tự hào về tinh thần của các cầu thủ. Tôi rất tự hào về đội bóng, đặc biệt là với tình hình mà chúng tôi đang trải qua vào lúc này. Nhưng nhìn chung, đặc biệt là hiệp 1, đó là một sự thống trị hoàn toàn. Chúng tôi thực sự tốt, thực sự sắc bén, thực sự hiệu quả, thực sự quyết tâm và kết quả đáng lẽ phải lớn hơn. Arsenal đã phải cầm cự để giữ vững một kết quả hòa và điều này cho thấy một hình ảnh pháo thủ biết tấn công, biết cách phòng ngự, vượt qua khó khăn để bảo vệ thành quả của mình. Nhiều người có thể phê phán rằng Arsenal đã không tận dụng được ưu thế để giành chiến thắng khi họ dẫn trước 2-1. Nhưng trong tình huống đội hình phòng ngự bị khuyết nhiều đến thế, những nỗ lực này đã là điều đáng ghi nhận. Khi mà đội bóng phải trông cậy vào những cầu thủ dự bị, sự phối hợp và tinh thần đoàn kết chính là chìa khóa để họ duy trì được sức mạnh trước sức ép từ đối phương. Mà tình hình thì nó lại đang tệ hơn nữa với Gabriel Magalhaes cùng với cái đầu gối bị chườm đá và Julian Timber thì vốn cũng chẳng biết tình hình sức khỏe thế nào sau khi bị buộc phải thay ra ở phút thứ 76. Nó sẽ đẩy Arsenal vào thế tiến thoái lưỡng nan, đặc biệt là trước khi mà William Saliba hết án phạt. Về phía Gabriel, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết sau trận đấu: "Tôi không biết, nhưng anh ấy không thể chạy. Đó là những gì anh ấy nói ngay từ đầu. Vì vậy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết đó là khớp gối hay mắt cá chân. Họ đang đánh giá anh ấy ngay bây giờ." Việc đưa đội bóng về tử thủ trong nhiều khoảng thời gian như vậy là ý tưởng bắt buộc trước một đối thủ có sức tấn công tràn trề như là Liverpool. Nhưng chính vì thế mà sức ép lên hàng thủ sẽ buộc lòng phải nhiều hơn và qua đó kéo thêm những chấn thương. Đó là một vòng tròn mà dám chắc những người hâm mộ pháo thủ cũng sẽ phải rất lo lắng mà mong chờ vào những phép màu từ tổ y tế trong những ngày tới. Dù trận hòa khiến cho Arsenal tụt xuống vị trí thứ 3 sau Liverpool và Man City, nhưng màn trình diễn kiên cường này là một tín hiệu cho thấy họ sẽ không dễ dàng biến mất khỏi cuộc đua giành chức vô địch. Arsenal đã học được cách vượt qua khó khăn và tiếp tục hướng tới những mục tiêu lớn hơn, đặc biệt là khi họ đang phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc trong tháng tới. Sau trận đấu này, Arsenal sẽ tập trung vào vòng 4 Carabao Cup khi đến làm khách trước Preston North End. Sau đó sẽ là chuyến hành quân tới sân của Newcastle tại Premier League. Mùa giải Premier League vẫn còn dài và thử thách vẫn còn chờ đợi phía trước. Nhưng màn trình diễn của Arsenal trước Liverpool là một minh chứng rõ ràng, cho thấy họ đang ở một vị trí đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Đối với người hâm mộ, sự kiên trì và quyết tâm của các pháo thủ mang lại hy vọng thể hiện bản lĩnh của một đội bóng sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thử thách nào, bất chấp mọi khó khăn. Còn đâu là điểm cực hạn, đâu là thời điểm để những thách thức ăn mòn được ý chí của đội bóng này thì thật khó để bi quan, bởi vì những tự được cho là tệ nhất ngay thời điểm này, Arsenal đang phải đối mặt rồi. Ấy thế mà họ có bao giờ chịu buông cờ trắng đâu chứ?